Xin chào các bạn thân mến, Hòa rất là vui khi chia sẻ với các bạn một cái chủ đề ngày hôm nay mà Hòa nghĩ rằng ai cũng sẽ mong muốn được nghe, đó chính là quản lý tiền đầu tư như thế nào. Tức là gì? Tức là các cái tiền mua cổ phiếu, trái phiếu, quỹ, bất động sản, đúng không ạ? Cổ tức, rồi trái tức, rồi lãi, vân vân. Chúng ta quản lý như thế nào, đúng không ạ? Những cái mà mình chia sẻ đó là trải nghiệm của mình và mình thấy nó rất hữu ích và có tác dụng rất lớn đối với mình, và mình mong muốn những cái điều tốt đẹp này sẽ gửi tới các bạn. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức để mà quản lý cái tiền đầu tư này như này. Thì các bạn phải có được một cái tài khoản ngân hàng quản lý đầu tư. Đó, cái này rất là quan trọng. Khi mà các bạn muốn quản lý đầu tư triệt để thì phải có một tài khoản ngân hàng quản lý tiền đầu tư. Thế quản lý cái gì, đúng không ạ? Tức là tiền bỏ vào đầu tư, đúng không ạ? Thứ hai là gì? Tiền trái tức. Trái tức. Cổ tức, đúng không ạ? Tiền cho thuê nhà, rồi tiền bán tài sản, vân vân, rất là nhiều loại tiền. Đây là tiền mình thu đấy, đúng không nào? Và tiếp theo nữa là gì? Tiền chuyển mua tài sản đầu tư. Đó, thì cái tài khoản ngân hàng quản lý đầu tư thì nó sẽ quản lý ba cái chức năng này các bạn nhé. Đây là ý nghĩa của nó, và mình phải có một tài khoản ngân hàng chuyên để quản lý tiền đầu tư các bạn nhé. Và tài khoản này phải khác với tài khoản chi tiêu. Phải nhớ hai cái này khác nhau. Bởi vì sao? Bởi vì là nếu mà cùng một tài khoản thì rất dễ là chúng ta sẽ tiêu nhiều hơn là chúng ta đi đầu tư. Cứ có tiền trên tài khoản là chúng ta rất dễ chi tiêu. Chính vì vậy hai cái tài khoản này phải khác nhau các bạn nhé. Đó là một kinh nghiệm xương máu đối với mình. Trước đây thì mình hay để nó chung một tài khoản. Nhưng vì cái lý do là khi trên tài khoản của mình có nhiều tiền là mình hay tiêu. Đó. Hoặc là mình thấy cái này hay, cái kia hay thì mình lại đi mua. Đấy. Và mình không kiềm chế được cái cảm xúc mua sắm của mình. Chính vì vậy mà nó gây ra một cái là mình hay đi tiêu mất tiền. Và khi mình tách hai cái tài khoản này ra thì mình đã xác định luôn là cái tài khoản đầu tư này thì mình chỉ có gì đi mua các cái tài sản thôi, còn tài khoản chi tiêu này là mình đi mua các cái tiêu dùng hàng ngày, đúng không ạ, hoặc các cái vận dụng tiêu sản trong gia đình mình. Nhớ các bạn nhé, nguyên tắc này là phải rất là rõ ràng các bạn nhé. Nguyên tắc thứ hai mà Hòa muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là gì? Đó chính là cái tài khoản ngân hàng bạn quản lý tiền đầu tư ấy là phải free phí. Là phải free phí nhá. Nếu không free phí sẽ giảm cái hiệu quả đầu tư của các bạn rất là nhiều. Thế thì cái loại phí mà các bạn sẽ phải quan tâm đó chính là phí chuyển khoản, đúng không ạ? Và thứ hai nữa là phí quản lý tài khoản. Đây là hai loại phí chính mà gắn với cái tài khoản của bạn, đặc biệt là phí chuyển khoản này, đặc biệt là cái này rất rất quan trọng. Vì làm sao? Khi bạn đầu tư, bạn tái đầu tư liên tục, bạn phải chuyển khoản liên tục, chuyển khoản liên tục, chuyển khoản từ những khoản tiền 100.000, 500.000, 700.000, 1 triệu, 2 triệu, 1 tỷ, 2 tỷ là các bạn chuyển khoản liên tục, thì nó liên quan đến cái phí chuyển khoản này. Mà phí chuyển khoản này không ít đâu. Nếu mà các bạn dùng ở một số các ngân hàng nhà nước thì các loại phí này khá là nhiều đấy các bạn. Đó, thì kinh nghiệm của mình là phải tìm ngân hàng free phí chuyển khoản như thế này để mà các bạn sử dụng các bạn nhé. Cái thứ ba mà Hòa muốn chia sẻ với các bạn đó chính là tài khoản ngân hàng phải kết nối với tài khoản đầu tư. Vì làm sao? Vì khi tài khoản ngân hàng mà kết nối với tài khoản đầu tư thì
bạn sẽ thuận tiện nhất trong quá trình giao dịch. Bởi vì sao? Bạn sẽ không phải chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng sang tài khoản đầu tư. Đó. Tài khoản đầu tư ở đây mình nói chính là gì? Tài khoản chứng khoán, tài khoản quỹ đầu tư. Đó, các bạn hãy lưu ý nhé. Vì khi mình kết nối này thì mình đã giao dịch tự động rồi đúng không ạ? Mình sẽ không mất cái công để chuyển khoản. Tự nhiên phải bấm, xong lại bấm SMS hay OTP để chuyển khoản. Khá là mất thời gian và quản lý nó không được tự động các bạn nhé. Hãy nhớ cho mình, nếu mà tìm được cái ngân hàng mà kết nối đầu tư với tài khoản đầu tư là rất tuyệt vời rồi các bạn ạ. Như vậy là Hòa vừa mới chia sẻ cho các bạn ba cái nguyên tắc khi mà lựa chọn một cái tài khoản ngân hàng quản lý đầu tư rồi đúng không ạ? Vậy thì các bạn sẽ chọn ngân hàng nào đúng không ạ? Có rất nhiều các ngân hàng trên thị trường, các bạn có đều có thể là lựa chọn đúng không ạ? Tuy nhiên mình gợi ý cho các bạn nhé, đây là gợi ý nhé, không phải quảng cáo nhé, vì mình trả được đồng tiền nào từ cái việc nói cái ngân hàng này đâu, nên các bạn hãy tin tưởng ở điều đó. Mình không được đồng nào từ cái việc chia sẻ cái này, vì vậy mà mình nói từ cái trải nghiệm mà mình đã sử dụng. Đó chính là gì? Ngân hàng Techcombank. Trước đây thì mình là nhân viên của Techcombank từ năm 2015 thôi, và mình đã nghỉ rồi, 2016 mình đã nghỉ rồi, và mình dùng cái tài khoản này từ hồi đấy rồi. Đó, và nó rất là hay. Bởi vì sao? Bởi vì nó free phí, miễn phí chuyển khoản. Còn cái phí quản lý tài khoản, nếu mà mình có số dư tối thiểu bình quân một tháng là 2 triệu đồng thì nó cũng miễn phí quản lý tài khoản các bạn nha. Đó, đây là một cái trong những value rất là hay mà Techcombank có thể mang lại cho các bạn. Thứ hai là gì? Tài khoản Techcombank này, nó liên kết với tài khoản đầu tư của mình. Đó, liên kết với tài khoản đầu tư TCBN, tức là nó liên kết tự động gắn vào với nhau với tài khoản đầu tư chứng khoán Techcom Security mà mình đang đầu tư. Mình có thể đầu tư được rất nhiều cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư. Đó, rất là hay đúng không ạ? Khi mà một tài khoản ngân hàng gắn với một tài khoản chứng khoán, tức là gì? Mình đã được tự động quản lý tiền mặt này, quản lý cổ phiếu, quản lý trái phiếu, quản lý quỹ trên một tài khoản rồi. Rất là quan trọng. Mục tiêu của mình là gì? Mục tiêu của mình là tích sản. Mình tích tài sản, chứ không phải là mình chết đinh. Mục tiêu của mình là tích sản. Mình càng có nhiều tài sản và các tài sản đó càng tạo ra dòng tiền cho mình càng nhiều thì càng tốt. Và đó chính là lý do mà mình chọn cái tài khoản ngân hàng Techcombank gắn với tài khoản chứng khoán để mình dễ dàng quản lý tài khoản đầu tư đó các bạn ạ. Như vậy là Hòa vừa mới chia sẻ với anh chị và các bạn cái tài khoản ngân hàng Techcombank. Và bây giờ thì Hòa chia sẻ với các bạn cách thức nhá, để mà Hòa kết nối cái tài khoản ngân hàng Techcombank và cái tài khoản chứng khoán TCBN để các bạn xem nhá. Các bạn phải có cái tài khoản chứng khoán TCBN. Nếu các bạn chưa có thì hãy mở cái tài khoản chứng khoán đi ạ. Nó ở ngay dưới cái phần mô tả của Hòa ấy, nó rất là dễ. Chỉ cần click vào đó và mở online trong vòng 3 phút là các bạn có thể mở được ngay. Sau đó thì các bạn hãy dùng tài khoản ngân hàng Techcombank của các bạn để kết nối. Và cái tài khoản ngân hàng Techcombank ấy thì các bạn chỉ cần ra quầy giao dịch của ngân hàng Techcombank thôi. Còn nếu mà các bạn đã có thẻ Techcombank rồi thì quá đơn giản, mở online được ngay các bạn nhá. Thế bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn mở nhá. Mở đây các bạn sẽ vào cái phần đầu tư đấy, trên cái ứng dụng này. Sau đó thì các bạn sẽ vào cái phần đầu tư cổ phiếu đó. Sau đó các bạn sẽ tích vào cho mình là hai cái tích kết nối tài khoản chứng khoán nhá. Đó. Và sau đó thì các bạn sẽ ấn mã OTP nhập vào. Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong cái việc là kết nối các bạn nha. Rất là dễ đúng không ạ?
Như vậy là Hòa đã vừa mới chia sẻ cho anh chị và các bạn cách thức để quản lý tiền đầu tư của mình, đúng không ạ? Rất là dễ dàng, đúng không ạ? Mình phải quản lý được tiền đầu tư. Còn nếu mình không rõ ràng, không minh bạch về quản lý đầu tư thì chắc chắn mình không có một cái hiệu quả tốt trong việc đầu tư đâu. Các bạn cứ rõ ràng rành mạch đi ạ, thì các bạn sẽ quản lý đầu tư nó thực sự là rất hiệu quả. Các bạn có thấy cái video này rất là hay và ý nghĩa các bạn. Nếu hay và ý nghĩa thì hãy like cho Hòa nhá, để Hòa lan tỏa cái video này tới nhiều người hơn nữa, để bạn bè người thân của chúng ta có thể nhận được những cái lợi ích, những cái giá trị này từ cái video này các bạn nhá. Nếu các bạn muốn xem nhiều hơn các cái video mới nhất mà Hòa chia sẻ về đầu tư, về quản lý tài chính cá nhân, thì hãy đăng ký kênh và ấn vào nút chuông các bạn nhé. Và nếu các bạn muốn có một người đồng hành trong cái chương trình coaching 1:1 về quản lý tài chính cá nhân thì hãy đăng ký ở dưới phần mô tả. Mình sẵn sàng đồng hành cùng với các bạn. Mỗi tháng thì mình sẽ chỉ nhận có 5 người thôi, và mình sẽ giúp đỡ các bạn trong cái việc là quản lý tài chính, xây dựng kế hoạch đầu tư và từng bước thực hiện đầu tư cho mình các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian để lắng nghe cái video chia sẻ của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.